Xin chào khán giả kênh Xuân Dừa. Hôm nay là một ngày rất là căng thẳng của Xuân Dừa, khi Xuân Dừa phải làm việc từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối để chọn thí sinh của Dòng Hải Dòng Hai. Rồi bây giờ là 1 giờ mấy rồi, bây giờ Xuân Dừa mới đi ăn trưa. Hôm nay thì rủ các bạn đi ăn nhưng mà không ai đi ăn hết, nên Xuân Dừa đi ăn một mình thôi. Vẫn là quán cũ, mời mọi người theo chân Xuân Dừa nhé. Xuân Dừa mới phát hiện giám đốc âm nhạc Giọng Hải Mai với lại Lương Trung Kiên đánh ghen, tôi đánh ghen. Khách phòng gì chứ? Góc thơm ơi. Anh đi ăn cho anh công ty. Anh xuống kệ quá thì anh đi tiếp chứ sao? Sao? Chứ anh kêu ăn cơm gà. Sao? Rồi nãy. Anh rủ đi ăn không? Đi ăn ngay đi. Hẹn đi chung. Hẹn gì chắc không? Đúng. Còn lẽ phải anh ăn không? Anh kêu ăn cơm gà. Thôi. Ngủ lên cương mê đi. Anh ngồi đi. Lâu chưa? Hẹn lâu rồi. Tức thì tôi rất là tức cho quý khán giả. Nãy tôi vừa ngồi với bạn nhạc sĩ Hoàng Di, ngồi chọn thí sinh cho Dòng Hải Mai, chọn bài hát. Thì tôi vừa cảm thấy đói bụng rồi, kêu ngưng lại để đi ăn trưa. Thì đó, tôi vừa rủ đi ăn, nói là thôi em không có đi ăn trưa, em ngủ. Rồi xong cái đi ra, giờ hai đứa bạn bạn đi chung. Thì không tính ăn nhưng mà đói bụng đó thì ăn thôi. Vậy quá vậy? Thì do anh không chịu hấp dẫn hả? Anh không muốn ăn, mình không muốn ăn. Em thấy kiểu vậy, hai đứa không thần hả? Thằng em chưa ra. Chưa ra ăn ra nè. Ai của ai vậy? Hả? Tụi em chỉ là bạn thôi mà. Chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn qua đường thôi mà. Bạn thôi nên quý vị khán giả. Là bạn thôi. Kiếm là xuất sức hả? Em thấy anh xuất sức. Hả? Chỉ là bạn thôi đó mà đi ăn như kia vậy đó, đâu thể nào đến được với nhau đâu. À, hôm qua là anh Kim Giang cũng nói là ngủ trưa, không thấy mặt đâu hết. Hôm qua em ngủ với anh mà nói rồi thiệt quá, thất vọng quá gì nữa vậy, buồn quá. Thì ăn đi chứ ai làm gì đâu mà sao ngồi nói. Đang ăn vui, đang tính ăn vui mà vô. Đang trùng tứ xong mình vô. Đặt được luôn như chị đơ. Đơ luôn á. Anh ơi, cắt vô ăn vô đơ luôn. Anh ăn đi. Không, cái này nó bị dai. Thương vừa sẽ chóng mắt xem coi họ hạnh phúc được bao lâu. Đó, thấy không? Người đàn ông của gia đình đó cắt ra. Cắt ra nhuyễn nhuyễn cái dai em nó ăn được á. Bữa hổm tôi chọc là chọc chơi thôi. Bữa hổm tôi vừa có quay một clip. Tụi em mới chỉ là bạn cá tuần nãy hôm nay tôi chỉ chọc chơi thôi. Mà tự bữa nay là phát hiện như cái duyên á, gặp lần đầu tiên là đã thích rồi. Rồi bữa nay là phát hiện hai người ở trong quán ăn á thì mình nó thấy là mình thấy là sốc rồi đó, mình cũng không biết phát hiện ở đâu nữa, chắc mình sốc dữ lắm. Không không, cái này chỉ khen nhau là anh em thôi. Chỉ khen nhau là anh em thôi. Tao nói gì tự nhiên bà chủ quá trời tao. Không nói gì luôn. Mình cứ nói mình nói thôi, ai hiểu sao hiểu đúng không? Vậy em có thương gì không? Thương tình anh em. Không tin anh em, thương thì nó thương. Hả? Thương. Thương, ừ thì thôi, ai nghĩ gì nghĩ. Duy có thương em không? Thương. Đó, đó. Ừ. Thì đâu có gì đâu, ai nói gì đâu, tự nhiên nhiệt tình anh em. Thương Kiên, thương cái bạn non luôn á. Nhìn tao biết là anh em rồi. Rồi, không. Bữa trước á, ngày đầu tiên mà Duy vô cách, dòng mãi không ai muốn gì không dạ. Mặt tiêu hiểu à, mặt tường thiêu mà nhìn không có sức sống mà chán đời lắm. Sau cái mấy ngày sau gặp làm chung Duy Kiên thấy tự nhiên vui vẻ đi rồi, trẻ trung luôn. Ủa, anh Duy quê ở đâu anh Duy Quang? Quê anh làm ở Quảng Nam mình à? Quảng Nam mình à? Từ miền Tây em ngược ra Bắc á. Ừ, đi ra nước Bắc đúng rồi, ra Bắc chứ. Nhìn ra Bắc á, mang theo con hò đứng xuống dòng sông luôn. Rồi mày đám cưới hay mày đó đó. Đúng rồi. Mày đưa dâu từ Tiền Giang ra Quảng Nam hơi xa chứ gì chứ dạ. Nhưng mà... Ủa, nhưng mà để nói anh ngủ đi, nhưng anh đi phá đám em vậy. Anh rủ em đi ăn, em không đi. Tức thể chứ. Anh Duy ơi, anh có biết đó, là nói với mình anh có biết là giữa anh với con hổ khác nhau điểm nào không? Anh á, giữa anh và con hổ khác nhau điểm nào không? Con hổ nó không biết nói mà anh biết nói. Không có, con hổ nó ở sở thú, còn anh thì ở trong trái tim của em. Anh Duy ơi, không có, anh Duy nghe nè, anh nhắm mắt lại đi. Anh sẽ thấy những tháng ngày mà em không có anh. Trà đã đổ sữa, sữa đã đổ trà. Em đã đổ anh mà anh chưa đổ em. Đi ngủ lắm anh, hôm nay là Thương Dừa chưa đi ăn quý vị khán giả. Hôm nay là Thương Dừa chưa đi ăn đó. Ăn xong chắc ấu cho luôn.
Nhưng mà anh ngồi vậy có phiền không? Thôi bây giờ chứ không nãy giờ kêu phiền. Kêu phiền thì phiền thiệt á, nhưng mà anh nói nó phiền. Vậy nó phiền anh có về không? Thôi thì ăn đi, anh đâu có làm gì đâu. Thôi ăn đi em Phương ơi. Anh biết là anh đi ăn cơm gà đi. Anh nói anh giận thôi. Không thật mà bởi vì cái showbiz này đó phức tạp của diễn giả, mình coi người ta là bạn bè, người ta nở lừa dối lừa gạt không được đó. Mình mời đi ăn rõ ràng hồi nãy. À Duy ơi, giờ làm xong rồi lát có cái quán bò bít tết này rất là ngon, cũng dẫn em đi ăn đó. Mà đi ăn nhiều người chứ không phải đủ đi ăn riêng gì đâu. À, dạ thôi em để ngủ, em mệt quá. Điều này em ngủ thiệt mà, do tại vì nó bụng quá, kiên chạy đâu kiên nó, kiên nó bụng quá, nó đi ăn cái gì. Em nói chắc chắn nha anh Duy, là ngày xưa là cô gái là dính vậy. Cô gái là gì? Cô gái, tán gái, người quá dữ, một người phải nói là quá kinh nghiệm. Em phải đề phòng nha. Em phải đề phòng á, em sợ. Cái gì cũng có giá, chị nói tôi ớ không? Đừng có bay bay vô thằng Thương. Xíu đi. Cái gì đừng có gì bay bay vô nè. Nếu anh có nói gì mình phải tự dụ đi ăn thì mà ngộ nghe em gặp trai mắt cũng sáng rỡ rồi. Vậy hả? Phải đúng na đúng miệng chứ. Nhiều khi mình là đồng ý gặp được là mất giá trị của mình, đúng không? Theo anh như nào tôi tình huống này? Hai đứa cứ ăn cứ tự nhiên giống như ông anh đi. Không được, tự nhiên có mấy năm tự nhiên anh tới, không còn tự nhiên. Nãy hai đứa ngồi sáp thích kịch nhưng mọi người. Bây giờ cái dạt dạt ra đường xíu. Món bánh mì hả? Ủa, bánh mì như kia kìa, quên luôn. Thấy có gì khi đi ăn một mình hoài mình cũng buồn không? Thấy đôi trẻ hạnh phúc mình cũng nên tự vô. Chắc rồi. Anh ăn đi anh Cương. Anh không ăn, anh ngồi thì thôi đi chỗ khác đi chứ tự nhiên ngồi rồi em ăn không tự nhiên. Anh ngồi anh kiếm. Đi quá vậy anh. Anh ngồi anh trả tiền cho hai đứa. Anh xong anh trả tiền. Em có làm gì sai trái với anh không? Biết mà. Ăn đi. Thôi em ăn nha. Ăn đi chứ quá đi. Ăn đi. Anh đừng có nhìn tiền em ăn. Anh mắc đó. Anh sẽ chứng kiến. Ăn đi gì. Đó quý vị khán giả, bữa hổm tôi vừa chọc chơi thôi, tôi vừa thấy hai đứa nó vừa chọc đó. Hôm nay chẳng lẽ là thách thức chiến đấu game giờ mãi mai 13, 14 thì mới vô chương trình đã có sự kinh đồ. Nhưng mà em nói thì năm nay viên có phụ bên chọc bê đúng không? Có luôn á, anh tập trợ lý em á, trợ lý em mà bắt em nó phải tập chú anh gì mà từ sáng tới khuya luôn. Từ sáng tới kia luôn mà anh chuẩn bị nhà cho em ngủ lại luôn á. Nghe chưa? Trời ơi điên rồi chứ ơi. Cái này chúng ta lỡ mà giỡn thì giỡn hoài, mình cũng không biết cái nào thật mà giả cái gì cả. Mình nhiều khi không biết nổi. Đó thấy không? Cho anh Duy ăn ớt. Đó. Ớt mà. Cho anh Duy cắn ớt. Ớt. Ớt ba chi. Ba chi hả? Ba chi Bến Tre. Sáng này ngon không? Ngon. Như là mỗi khi anh ăn mình cũng không ngon. Đúng. Mình khi ăn với hai người cũng ngon thôi. Như vậy đó. Mỗi khi anh ăn một mình cũng không chán. Anh muốn ăn cái cây dầm. Cái cây dầm á. Dầm trong tim. Dầm trong lưu, dầm trong thảm. Chữa đợi, chữa đợi. Con sớm là một việc mà cảm giác như ngộ độc thính. Ngộ độc thính nhiều quá, ngày thả nhiều hứng quá. Ví dụ người ta hai ba ngày thả lần hay. Đi ra đi vô nhìn mặt cái cũng thả, đi ra vô nhìn mặt cũng thả. Thả thiết dữ lắm luôn. Người giống như bây giờ là gọi là bi thế thôi. Cứ ăn đi Phương, anh gọi gì thôi anh đi anh Phương. Thôi anh đâu ăn, hai đứa ăn đi. Anh thấy hai đứa về đi. Anh thấy hai đứa vui vẻ hạnh phúc là anh cũng vui rồi, anh cũng ngon rồi. Đói bụng chứ. Bụng chứ vậy anh. Nhưng mà anh làm sao nổi đó, trong khi em Phúc nó đã đối xử với mình như vậy. Em ăn lâu thì em, ăn lâu có ngon chứ. Ăn hồi, dằn mặt anh Phương hết. Ăn đi, ăn ngon không? Hương chơi được rồi. Chưa ăn gì đó, hai đứa đi ăn đi. Ăn đi rồi, vậy hai đứa ngủ đi.
đủ để có sức làm việc. Như vậy đủ gì vậy, chơi bóng bàn. Chơi bóng bàn. Chơi bóng bàn. Chơi bóng bàn không? Lắc lắc. Rồi anh sẽ đăng rồi đó, xong rồi đó. Chị, nhưng mà mẫu người của em là nữa hả chị? Mẫu người hả? À, mẫu người. Đối với em thì em nương tựa thiệt lòng. Đàn ông thì phải chung thủy, không nói xạo. Rồi. Thương mình là được. Rồi. Vậy thôi. Vậy mà. Không quan trọng sức thân như thế nào. Thiệt tình là được. Ngoại hình được sao? Vậy thôi, tính cách không? Tính cách tính không? Không có gì em má hả, không có tâm nhiều má chung thủy nhưng mà thiệt tình nhưng mà phải mạnh mẽ, nhưng mà phải mạnh mẽ chung thủy nên lòng mà yêu phải mạnh mẽ, mạnh mẽ có đủ lập không? Anh có thằng bạn nó rất là chung thủy à. Tại vì nó ngoại tình với con nhỏ đó mà bao nhiêu năm nó không thay đổi được, luôn nhỏ đó không thay đổi luôn chung thủy. Để móng móng rồi có Di sao Di? Di là xin thưa quý vị các bạn, anh nhạc sĩ Hoàng Di là đã có vợ rồi, đó con gái. Con gái nay nay cũng 5 tuổi hay gì? 4 tuổi rồi. 4 tuổi, con gái rất là dễ thương. Nói chung gia đình rất là yên ấm hạnh phúc. À, các mùa trước thì chưa có chuyện gì xảy ra, thì làm nhà máy không ai. Thì vợ vẫn cho làm, mà mùa này thì Cương Dừa không biết là đang mùa năm thì từ ngày có cái kênh Cương Dừa trên đồ của anh, em mới đang lo cái chén cơm của em đây. Thì không biết là anh Di có làm được, có vợ nó cho làm mùa năm hay không đó. Cho để cho nè, một là Di sẽ làm mùa năm và Kiên sẽ làm mùa giờ em có nói chuyện với Kiên rồi ha, em bình thường mà nói chuyện không video sắp tới giờ em cũng mời Kiên, mời em bình thường mà nói chuyện qua video mặt đó mặt luôn. Tiếng Anh nó gọi là face to face, ba mặt một lời không, ba mặt không 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 nói chuyện chị với em thôi chứ không hay ba mặt một lời với em, nói chuyện khán giả khác nhau mọi người tụi xem nó trời trời ba mặt một lời nói cô khốn nạn không mà không biết cái gia đình của chị thì giữ được bao lâu hả? Thì không biết em tin là em tin là gia đình Duy sẽ đi đến cuối con đường chắc chắn, chắc chắn mà anh nhìn là em đã biết rồi. Vậy là em thấy hết cơ hội hả? Không hết cơ hội, tại đó dành bị dướng á. Dướng với một người đã có vợ, hai là đã có người yêu. À. Cảm thấy rất là kỳ kỳ đó. Thì ai cũng vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi mình say nắng. Mình say nắng thì mình thích thôi. Tại em thích cái đẹp. Ai muốn cái đẹp? Sao mà thích thương? Không, anh thương em cũng thích mà. Ủa, thấy chưa? Có khoảng thời gian cũng thương luôn á. Anh là cứ dương đông kích tay, anh cứ gắn ghép em với Kiên, rồi cuối cùng anh với Kiên mới đến với nhau á. Khoảng thời gian. Không phải. Khoảng thời gian cũng thương lắm lắm luôn á. Không phải, anh cũng mình thương luôn. Thì anh có tình cảm với người ta, bây giờ anh thiệt luôn. Yêu quá cho em. Bởi vậy nãy tính với Kiên đó. Đi đặt hình thịt luôn á. Sao nghe? Không ngờ luôn á. Thôi, mỗi lần mà gần anh Cương với tìm đặt hình thịt hả? Anh sợ đó. Vì nó sợ cây dừa lắm. Ừ. Hồi hộp. Là em sợ cây dừa hay là em sợ? Không, sợ anh Cương. Ngồi gần anh là nó bối rối rồi. Bối rối á, em run á. Không lắm, nó nói tùm lum. Em sợ đó, đủ hồi hộp luôn á. Bối rối à? Nhưng mà nãy cái đó là mối quan hệ của anh em công việc, còn đây là mối quan hệ nè chị em này, mối quan hệ ngoài luồng nè chị em. Thôi nói chung là anh thì nói vậy thôi chứ anh lớn anh cũng không có nghĩ cho gì đâu, anh cũng không có tính, anh cũng là thoải mái lắm, mà thấy hai đứa vậy anh cũng vui chứ anh có cấm đâu được. Để mình anh có thể quản lý con người 8 tiếng thôi, anh không thể quản lý 8 tiếng. Miễn sao mình làm việc tốt là được rồi ha. Đừng có ảnh hưởng để tình cảm em có công việc là được rồi. Là đi ăn nếu đủ anh được. Rồi quý vị khán giả bây giờ chúng mình sẽ đi qua quán khác cho vừa ăn. Chào mọi người nha. Chào hai đứa.